Bây giờ mình sẽ có một cái nồi. Nồi ở đây á thì nên xài nồi nào là hợp lý các bạn ha. Các bạn nên xài cái loại nồi mà cái đáy của nó phải dày tí xíu nha. Ừ, nồi gang là tốt nồi nhất. Nồi gang hả? Hoặc nồi sắt, nồi gì mà cái đáy nó phải dày. Cái nhôm cũng được, nhôm phải dày. Còn cái nồi mà để cái đáy nó mỏng quá thì sao? Khi các bạn làm nó sẽ rất là dễ bị cháy nồi. Mình dùng nguyên hũ muối luôn. Nguyên một hũ muối. Một hũ muối nha các bạn ha. Các bạn sẽ tán đều muối ra. Tán đều muối ra. Cho nó thật đều. Đó. Mình sẽ tán đều muối ra cho thật đều ha. Chị thấy đều chưa ha? Đều rồi, bây giờ mình rồi, chải sả lên. Mình sẽ chải cái phần sả này ra ha. Mình chải mấy cái sả này trước ha. Rồi mình sẽ chải ra. Làm sao mà cho gà của mình nó không được chạm với phần muối. À. Mình sợ cái da nó bị cháy hả? Nó sẽ bị cháy. Nếu như mà này. Đây là cái một trong những cách làm rất là hay. Những cây nào dài quá thì mình sẽ cắt lại sao cho nó vừa tầm ha. Cắt phần đuôi thôi. Kế tiếp ở đây là mình có hai củ hành hương ha. Ừ. Hai củ hành hương này mình sẽ làm gì? Đập ra. Đó, mình sẽ cho vô trong. Lá chanh còn lại là khoảng 5 lá, mình cho vô 5 lá ha. Không cần cắt luôn, để nguyên lá luôn. Có cần gần không? Cần gần chị. Cần gần luôn. Gần ở đây là mình cũng xài bằng phần lượng giống như mình ướp gà nãy. Cũng là bằng 1/2 là bằng tay ha. Nghĩa là vừa trong mà vừa ngoài đều có những cái thành phần nó giống nhau. Nó sẽ làm cho cái món mình nó thơm đậm đà từ phía ngoài lẫn phía trong các bạn ha. Rồi mình sẽ chải đều ra. Các bạn sẽ thấy đây, đó. Đây là cách mình Đức làm, mình Đức chải đều ra cái toàn bộ cái phần sả, phần gia vị ra ha. Ừ. Đó, kế tiếp làm gì nữa? Em mới quay con gà lại, cho toàn bộ vô đây. Cái này mình nhồi chưa kỹ lắm ha. Mình nhồi cứng phải nhét cho nó cứng lại đúng không? Dạ đúng rồi. Xong mình cho nó nằm ấp xuống. Đúng rồi. Nó vừa đủ luôn. Cái nồi này vừa đủ ha. Ừ. Rồi. Đó. Sẽ lấy cái nắp này, mình đậy nó lại. Và mình sẽ bật trên lò này. Khi nào là xong? Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ bật cho tới khi nào? Bắt đầu các bạn phải chú ý cái giai đoạn này. Giai đoạn này nó rất là quan trọng, nó quyết định con gà nó ngon hay là dở. Là sao? Có nghĩa là mấy bạn phải bắt đầu, các bạn đợi một tí xíu. Các bạn khi nào các bạn nghe những cái tiếng nổ đầu tiên. Cái tiếng nổ của tiếng muối hột. Tiếng nổ muối hột. Lách tách tách đó đầu tiên, các bạn sẽ hạ lửa lại ở mức độ trung bình. Và các bạn phải hấp con gà này, tại thường gà trống á, nó sẽ lâu chín hơn tí xíu, con gà mái. Các bạn hấp đúng 35 phút. Đúng 35 phút, không được hơn. Các bạn hấp ít hơn 35 phút thì sao? Con gà nó sẽ bị sống. Ừ. Ngay chỗ phần đùi. Mà mình hơn 35 phút thì con gà nó bị khô. Hơn 35 phút thì con gà nó sẽ có vị chua và vị đắng. À. Nó bị khét. Tại vì chỉ cần hơn 35 phút một tí xíu thôi là nó sẽ bị trường hợp đó. Đây là cái món nó đơn giản nhưng mà nó, nếu như mà bạn làm được món này thật sự mà nó là cả một mình hộp. Phải làm rất là đúng. Đó vậy, canh giờ. Mình phải canh sau khi mình nghe những cái tiếng nổ lách tách của muối hột. Dạ. Thì lúc đó mình mới bắt đầu tính 35 phút. Đúng rồi chị. Okay. Thì cái món này á nó chỉ như đó thôi ha. Ừ. Thì bây giờ là bắt đầu là chuẩn bị nghe 35 phút, em sẽ hạ lọ. Bây giờ em sẽ hạ nhẹ cái phần lửa xuống lại. Uh-huh. Và kế tiếp á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc gan gà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần gan gà, mề gà. Mề gà mình mua về mình sẽ làm sạch và rửa với rượu gừng, giống như cái những cái xô trước mình Đức chỉ ha. Thì mề gà này nó khá tươi. Cái gan gà bạn thấy không? Nó bóng không? Ừ. Nó càng bóng như vậy có nghĩa là sao? Là cái gan này nó rất là tươi. Tại vì nó tươi nó mới có được cái độ bóng này ha. Ừ. Mình sẽ cho toàn bộ gan gà, mề gà này vô phần nước này ha. À. Ha. Mình sẽ nêm ở trong này. Mình nêm luôn. Nêm luôn chị. Mình sẽ nêm cái bột gia vị này ha. Mình nêm 1 teaspoon ha. Rồi thêm 1/2 nữa. Tùy theo cái độ nước phải không? Tùy theo độ nước. Và cái độ nước ở đây á, em đang xài là khoảng chừng nửa tô. Ừ. Nửa tô ăn cơm nước. Mình ước chừng như vậy ha. Ngoài ra mình sẽ cho một tí tiêu. Rồi, mình sẽ cho một ít gừng. Mình sẽ cho một ít gừng vào đây ha.
không cần nhiều, cho toàn bộ vô đây và cho 1/2 teaspoon dầu mè, giống như nấu canh vậy. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ cái công đoạn này mới là quan trọng nhất. À. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi, đợi khi nào được, khi mà bắt đầu nước sôi lên. Khi bạn nhớ là khi bắt đầu nước sôi lên, các bạn để sôi cho đúng trong khoảng trong vòng 2 phút, cái thứ 2 phút là đủ rồi. Là các bạn tắt lửa liền. Và các bạn lấy nắp bạn đậy nó lại. À, có nghĩa là mình không có để hở nắp. Không có để hở nắp, nhưng bây giờ để hở nắp. Nhưng khi bắt đầu nó sôi, bắt đầu nó sôi một tí xíu rồi, mình tắt lửa và đồng thời mình sẽ đậy nắp thật kín lại. Và trong thời gian đậy nắp nha, các bạn để nguyên nó trong vòng khoảng 10 phút cho tới 15 phút. Thì các bạn hẳn lấy hẳn ra ngoài. Tại vì mấy bạn lấy liền đó, nó sẽ sống. Nhưng mà để ủ vậy á, thì cái gan của mình sẽ chín từ từ chín vô. Và làm miếng gan mình nó rất là bùi. À, nó không có bị khô. Dạ đúng rồi. Khi mình vớt ra. Thì sau thời gian là khoảng 35 phút đó chị. Thì gà mình cũng đã bắt đầu nó chín rồi ha. Thì bây giờ là em sẽ mở nắp ra cho chị thử ha. Ha. Đây là chín rồi, mình sẽ tắt lửa luôn. Đó, thấy không? À. Wow, gà mình rất là thơm. Nó ra nó sẽ toát ra cái mùi xả mùi chanh rất là thơm ha. Bây giờ mình sẽ lấy con gà ra các bạn, nhưng mà mình phải lấy thật là nhẹ nhàng nha, chứ không nó sẽ bị bể con gà này ra hết. Gà đang rất là nóng. Mình sẽ lấy cái đũa này mình xọt vô. Mình sẽ bưng từ từ gà ra. Tại gà nó còn khá nóng cho nên nó khá là mềm ha. Wow. Các bạn thấy cái phần này nó đen á, nó vàng vàng đây là do nó tựa trên cái thành này. Nó đụng vào cái thành, thành này. Nồi. Cho nên là nếu các bạn mà có những cái nồi mà nó lớn hơn á thì cái chắc chắn cái tình trạng này nó sẽ không bị ha. Mình chỉ nói sơ thôi nhưng mà không vấn đề gì hết, vẫn ngon ha. Rồi. Thì đây là món gà hấp muối với chanh và xả. Thì bây giờ món ăn xong rồi chị, thì em xin phép mời chị ha. Mình ăn thử và coi xem cái cho em cái lời bình phẩm ha. Ha. Chị thích ăn phần nào chứ? À, bé tí thì bé tí thích cánh, nhưng mà thôi để ăn cái thịt đi, bởi vì mình muốn cái thịt á, cái độ juicy, cái cánh thì lúc nào nó cũng juicy hơn cái thịt. Okay. Thường rồi. Dạ, ăn cái ngay cái phần nào mà nó white meat á, cái đùi đó. Đùi để đó. Mình coi thử là khi mà mình hấp cái kiểu này đó, cái đùi nó có đủ cái độ nước nó còn ở trong đó hay không. Rồi. Rồi em sẽ lấy một miếng gan. Miếng gan, miếng mè với nguyên trái tim. Ok, nửa trái đi chị. Rồi, chị thử xem okay. Ha. Rồi. Lần đầu tiên bé tí ăn thử cái món gà hấp muối làm tại gia. Thì gà hấp muối này khác với gà hấp muối ở barbecue là có chanh, có xả. Lá chanh là phải lá chanh của Thái Lan, đúng không? Yeah. Rồi xả, rồi nào là hành hương, gừng. Mình phải nhồi vô cái bụng cho nó rất là khác. Từ xưa giờ khi mà ăn gà hấp muối, bé tí cứ tưởng là mình bỏ con gà vô cái nước muối để mình luộc không. Không có biết là mình phải bỏ trên cái muối hột để cho mình chị Thanh lấy cái hơi muối lên để hấp con gà đâu. Và mình ăn thì mình ăn kèm với lại rau răm với lại cái muối. Đặc biệt là cái muối này đó quý vị, rang lên chung với lá chanh bằm nhỏ rồi xả bằm nhỏ, là bởi vì khi mà ăn thường bé tí hay lấy muối tiêu xong mình nặn miếng chanh vô ăn. Cái này rất là khác. Rồi có những cái lá chanh tươi rải lên nữa. Cái lá chanh tươi này mình ăn được không? Ăn được chị. Ok. Thì khi mà đi ăn phở Bắc á, mà mình ăn phở gà đó thì lúc nào tôi cũng thấy cái lá chanh này á. Dạ. Cho nên là hồi nãy cái câu tục ngữ gì? Con gà cục tác lá chanh. À. Là cái câu tục ngữ ông bà mình để lại bao nhiêu đời này là vậy? Thường ăn gà mà ăn bằng đũa thì khó chịu, cho phép cái tí dùng tay nha, gỡ thịt nó đã hơn. Ăn đũa gấp cũng khó. Cái phần đùi á rất là khó nấu, là bởi vì cái phần đùi là mình phải nói cái phần đùi phần ức nó là white meat. Cho nên là mình sẽ không thấy cái miếng thịt nó sẽ rất là khô, nhưng mà trong khi đây cái phần đùi của con gà rất là juicy, nước mà rất là nhìn mình cầm mình không có thấy nó khô, mình không thấy nó ngán. Sao chị? Ngon quá không nói được. Cái thịt gà rất là ngọt quý vị. Ngọt mà vừa ăn, không quá mặn mà nó cũng không có lạt. Nói chung là nếu như quý vị nào mà ăn mặn đó thì mình có thể mình chấm tí muối, nhưng mà đối với bé tí với ăn lạt thì bé tí chỉ ăn như vậy thôi, nhưng mà thôi kệ, nó chấm miếng muối thì nó khác. Nó cũng vậy hả? Nhưng mà cái muối này là sửa soạn rất đặc biệt.
Nếu như mà mình đã ăn với cái muối này rồi đó thì mình phải nên dính kèm theo cái miếng giả với lá chanh thì cái mùi vị nó sẽ khác và rất là ngon. À, cảm ơn Mạnh Đức hôm nay đã đưa đến một cái món gà hấp muối chanh xả rất rất là đặc biệt và chuẩn bị không có khó khăn tí nào, rất là đơn giản. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Việt ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.